Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò review bán hộ ông anh ba con bò lỡ nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đây, ba con này là bác định mua về để gây lái, nhưng mà vì điều kiện là bây giờ bác nguồn cỏ nó ít cho nên là bác muốn bán. Đây. Mua ba con này bác tuyển rất là đẹp. Đây, từng con nhé, em review chi tiết bác xem từng con này. Đây. Con này là con doctor. Đấy, nối rất đẹp luôn. Hai con này là hai con livestream nhé. Đây. Nối rất thuận luôn. Đấy. Em review chi tiết các bác xem từng con nhé. Đấy. Bác nào bác muốn bán tất cho nên là nếu mà bác nào có nhu cầu mà thiện chí mua tất ba con thì nó sẽ hợp lý hơn và giá cả nó sẽ dễ mua bán hơn. Đấy. Đấy, ba con bê này. Chuẩn bị nói chung là nó tầm 10 tháng hơn hết rồi nhé, chuẩn bị lên giống rồi. Đấy, ba con này rất là đẹp luôn, không một lỗi vết gì luôn. Đây. Nối quá thuận luôn nhé. Đấy. Ba con này là bác đang chốt là đúng 75 triệu nhé. 75 triệu ba con. Bình quân là bằng 25 triệu một con. Đấy, nối rất đẹp luôn nhé. Nếu là mua tất đàn thì là giá như vậy. Còn mua lẻ thì lại các bác lại thành bị cao hơn một chút. Đấy, một con doctor và hai con livestream. Toàn hàng đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, em quay chi tiết các bác xem từng con nhé. Đấy, con đầu tiên nhé. Con livestream này. Đấy, khoang quấy, quấy đầu nhé. Đấy, quấy lưng này. Đây, chân móng của nó này đẹp tuyệt vời luôn nhé, không lỗi vết gì. Đấy, riêng con này là ba con này bác tuyển về để gây lái cho nên là lối rất đẹp luôn, không một tí lỗi nào luôn nhé. Đấy. 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 Lối rất thuận luôn. Từng con này nhá, vú về rất đẹp. Đây, con thứ hai này. Đấy. Quấy nhá, rất là chuẩn luôn này. Đi con. Đây, chân móng này. Đấy, hai con đấy là thuộc dòng livestream nhé, đẹp tuyệt vời luôn nhá, không có lỗi vết gì luôn. À, nếu mà bác nào mà yêu thích hàng livestream thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, đôi này là bác đang chốt bằng 52 triệu này. Đấy. Còn con này cũng bình quân là bằng nếu mà bán lẻ là bác tính là bằng 26 triệu một con. Đấy, là bác nào mà mua tất thì là bằng 75 triệu bao ship. Đấy. Bác là bác muốn bán như vậy, muốn bán tất ba con. Đây, con này là con doctor nhé. Lối rất đẹp luôn này. Đấy, khoảng quay chuẩn hết nhé, không lỗi vết gì luôn. Đấy. Quay chi tiết cho bác xem là lại con doctor này. Đấy. Con này thì đã được 11 tháng rồi. Bò rất là già dặn rồi. Con này về các bác nuôi thời gian nữa là lên giống luôn này. Đấy. Rất là ok luôn nhé. Đấy. Ba con này nếu bán lẻ là bằng 26 triệu một con. Bác nào thích lấy con nào cũng được. Đấy. Bán nếu bác nào ưu tiên cho bác nào lấy tất ba con là bằng 75 triệu nhé. Đấy.
Bình quân nếu mà bán các bác lấy tất là bằng 75 triệu ba con bò lỡ này. Lối rất đẹp luôn. Đấy, còn một con thì là bằng 26 triệu một con, bác nào thích lấy con nào cũng được nhé. Đấy. Mồng rất đẹp luôn nhé. Đấy. Con này thì các bác nuôi nhiều rồi các bác biết dòng này sữa rất rất là mát luôn này. Đối cực kỳ thuận luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, bắt ba con này. Đấy. Hai con lai sim này. Đấy. Từ màu áo chân móng đều đẹp hết nhé. Đấy, lối cực chuẩn luôn. Đấy. Bác nào mà lấy được tất mấy con này về các bác chăn nuôi thì rất đẹp. Lối gây lái tuyệt vời luôn. Đấy. Ba con này rất là đều nhau. Đấy, bác nào mà thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, vẫn ưu tiên cho bác nào là lấy cả ba con. Đấy thì nó vừa rẻ hơn mà bao ship luôn. Đấy. Tiền nào của đấy nhé các bác nhé. Đấy, những dòng này thì về các bác gây lái thì rất là yên tâm luôn vì nó là con bò tơ. Đấy. Ba con này bác nào muốn lấy con nào cũng được, bình quân nếu lấy một con là bằng 26 triệu một con nhé. Đấy, em quay chi tiết lại cho các bác xem một lần nữa từng con nhé. Đây này, hai con này là lai sim này. Đấy. Hai con này là lai sim đẹp này. Đây, chân móng của nó nhé. Còn móng sò đẹp hết luôn nhé. Không lỗi vết. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đây. Ba con này thì chiều cao nó trung bình nó rơi tầm cỡ là 1m15 nhé. Đấy. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Nó rơi tầm cỡ là hai tạ 3 đến hai tạ 4 hơi, hai tạ 2, hai tạ 3, hai tạ 4. Đấy, nó bình quân nó như vậy. Có con to hơn một chút mà con nhỏ hơn một chút. Đấy. Còn hàng này thì tuyển gây lái thì rất là ok luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, không một lỗi vết gì luôn. Kể cả ba con. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng sim doctor thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy. Lối rất thuận luôn. Đấy. Kiện vừa rồi bác định nuôi nhưng mà bây giờ nhà bác leo người là rơm cỏ nó ít cho nên là bác muốn bán bớt. Đấy. Lối rất đẹp luôn nhé. Đây, em quay tổng thể ba con cho các bác xem này, nhìn này. Hàng chất lượng luôn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng bỏ lỡ gây lái thì liên hệ trực tiếp cho em này. Chào các bác.